Vâng và chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Youtube Bảo Ngày mai thì uh, quay trở lại kênh em sẽ làm một video hướng dẫn các bác uh, một cách chi tiết nhất Để các bác có thể căn chỉnh bằng uh, tay đối với chiếc âm uh, ly karaoke tích hợp Boston uh, Acoustic S450 Thì uh, nhà em đã bán rất nhiều các sản phẩm này rồi Hiện tại thì cũng đã có rất nhiều, rất nhiều khách hàng mua uh, Tuy nhiên là khi mà các bác mua hàng tại nhà em thì em sẽ có cái việc căn chỉnh sẵn trước nhưng mà với một số khách hàng về nhà thì có nhu cầu uh, muốn căn chỉnh uh, sâu hơn để cho nó khai thác tối đa hiệu quả của chiếc âm ly này hơn Thì ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video hướng dẫn các bác để uh, căn chỉnh Và Boston uh, Acoustic F450 thì đang có giá uh, khoảng gần hơn 14 triệu Và tầng audio đang có mức giá giảm cho các bác cực kỳ tốt chỉ có 12 triệu 500 nghìn đồng thôi Và các bác sẽ được bao ship toàn quốc và được bảo hành 1 năm À, ngay bây giờ đây thì uh, bạn uh, kỹ thuật viên bên em sẽ hướng dẫn các bác cách căn chỉnh bằng tay một cách uh, cụ thể và chi, chi tiết nhất để các bác có thể có cái hình dung và cách khai thác hiệu quả cái chiếc âm ly Boston Acoustic F450 này. À, xin chào các bác thì uh, con Boston này nhé, ngoài chỉnh bằng máy qua cái đường uh, cổng máy in như này thì chúng ta có thể chỉnh được bằng tay vì nó có cảm ứng ở đây. Đấy. Đầu tiên là cái đầu input, input là cái đường đầu vào ấy ạ. Nếu các bác cắm mấy TV qua cổng quang thì các bác sẽ chọn là OTP Đấy nó sẽ ra là OTP Các bác cắm vào bất cứ đầu vào đằng sau nào HDMI hoặc là VOD hay là DVD Thì các bác chọn vào xong đấy Chọn đúng cổng input vào thì nhạc nó mới ra nhá Không thì nó không ra đâu Đấy Nếu bắt Bluetooth thì chuyển sang BT là xong Đó Phần input vào rất là dễ Nhấn vào input sau đó là chọn đầu vào Một trong những cổng này là xong Đấy Tiếp theo là phần set Ở trong phần này thì chúng ta có thể cài đặt được cái mức Ờ, âm lượng lớn nhất của nhạc mic và effect đây music max volume có nghĩa là cái mức âm lượng của nhạc to nhất mà các bác có thể đạt được ấy. đấy ví dụ các bác nghe được khoảng bao ở mức 30 là nó to lắm rồi nghe ok rồi thì các bác chỉ cài ở khoảng này là khoảng 50 thôi bởi vì là nếu các bác để lên 80 ấy, nếu mà khách nào mà không biết thì các bác sẽ vặn hết cỡ lên đấy, nó sẽ lên đến 80 và gây ra hiện tượng là cháy loa âm lượng quá to thì gây đến cháy loa đấy các bác nghe đến 30 là nó to rồi thì bác để giới hạn nó sẽ là 50 thôi để số 50 đấy tiếng mic mắc volume có nghĩa là tiếng mic to nhất có thể đạt được đấy ví dụ các bác nghe ở 2 năm là nó to rồi thì các bác để mắc là 30 uh, 3 năm thôi to hơn so với mức mình hay nghe từ 5 đến 10 đơn vị là được còn effect các bác để như nào cũng được nhá effect thì không sợ thấy loa không bao giờ cháy loa luôn các bác để bây giờ vừa nghe là được đấy music unit volume thì tức là khi mà bật lên nó sẽ là như này luôn bật lên nó sẽ là 20, 30 và 28 đấy. Còn Max nó sẽ ở bên này. Đấy. Tiếp theo là có nó sẽ có bốn chế độ effect ở đây nhá. Mode 1 nó sẽ là echo echo. Mode 2 nó sẽ là revert, còn mode 3 nó sẽ là echo và revert. Cái, cái mode này nhà máy đã chỉnh sẵn. Còn mode 4 thì nó sẽ là một chế độ để cho mình tự chỉnh. Đấy, ví dụ các bác muốn chỉnh chi tiết mode 1, các bác sẽ nhấn giữ vào đây. Đấy, nhấn vào. Thôi nhấn giữ vào trong mode 1. Đấy. Nhấn giữ khoảng mấy giây nó sẽ ra giao diện như này các bác muốn chỉnh nhạc đấy thì vào phần music music program đến giữ một tí đó nó sẽ ra rất là nhiều cái cần như này bao gồm 7 cần ví dụ các bác muốn chỉnh tăng tí bát lên các bác sẽ chọn nào 57 hoặc là 134 sao cho mà cái ô vàng 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 ấy nó nhảy ở cái ô đấy đấy 5734 là bát này tương đương với bát này 4 400 đến 2 2 nghìn rưỡi thì tương đứng với giải chung còn hai hai cần cuối thì tương đương với giải chép Ví dụ các bác muốn tăng chép lên, tăng bát lên thì các bác sẽ chạm vào phần giải bát và tăng cái núm cộng lên lên. Đấy. Các bác nhìn thấy số DB nó nhảy không? Đấy. Nó nhảy từ từ 1 cho đến 1,8 rồi này. Đấy các bác muốn càng tăng nhiều thì số này phải càng to. Còn muốn giảm đi thì mình cứ nhấn cho nó thành số âm. Đấy. Giảm thì là âm, còn muốn tăng thì sẽ là cộng. Đấy. Tương tự với giải chung. Các bác cũng chạm vào, sau đó là nâng lên. Hoặc là hạ xuống. Giải chép cũng tương tự. Đấy chuyển sang phần mic phần EQ cho Mix, các bác sẽ nhấn giữ nhấn vào đây đấy nó sẽ là Mix EQ tất cả đều có 7, 7 điểm để cắt tương đương với lại hai cần cho giải bát ba cần cho giải trung và hai cần cho giải chép đấy ví dụ các bác là giọng nam giọng mình trầm ấy, thì các bác sẽ có thể là giảm tiếng bát giảm phần giải bát đi một chút đây ví dụ như em đang để đây là 2,8 bởi vì là giọng em trầm chẳng hạn còn ví dụ là giọng nữ mà nó mỏng thì bác có thể tăng bát lên và giảm phần chép xuống cho nó khỏi bị chói đấy muốn chỉnh ở đâu chúng ta lại chạm vào đó và kéo xuống còn còn với giọng ai mà giọng trung tính ấy, kiểu không trầm mà cũng không không cao quá ấy, các bác cứ để không là được nghe sang mà tiếng alo mình nói chuyện và tiếng nói con loa nó chân thật nhất nó giống với giọng của mình nhất không bị ù quá mà cũng không bị thanh quá à, nếu mà thanh quá nó sẽ dễ bị hú còn à, nếu mà trầm quá thì nó sẽ dễ là bị ù nghe nó rất là tối tiếng mic nó không được sáng mà không được bay đấy. phần mic cũng chỉnh tương tự giống như phần music nhé Đấy, tiếp theo là sang phần uh, effect các bác cũng nhấn vào và giữ một tí đấy nó sẽ ra phần echo echo vì em đang để mốt một uh, phần effect mặc định của nhà sản xuất cũng khá là hay rồi còn nếu bác muốn chỉnh thêm thì chúng ta cũng chạm vào echo rep thì tức là độ nạp lại của echo ấy đấy người ta đang để là 6 các bác muốn tăng hơn chúng ta có để là 8 để trên con vang này để 8 8 đến 10 là hay rồi nhá còn các bác muốn tăng thêm tí nữa là nghe nó sẽ hơi nạp nạp hơn là nhiều đấy thường thì em sẽ để 8 hoặc 10 thôi Ví dụ là bác nào mà hát kiểu uh, chơi chơi mà chưa tốt lắm ấy, em sẽ để 8 hoặc 10 Đấy. Còn uh, hát tốt thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ hát thì vượt Nó sẽ hay hơn Echo delay tức là độ độ dài của echo nhá Đấy Mắc người ta có thể cho đến 196 thì em hãy để là 184 hoặc là 196 hai cái đều được đấy. Echo volume là âm lượng của echo của anh đấy chúng ta có thể để như này là hay rồi nhá mặc định của nhà xuất để như này là hay rồi muốn tăng nhiều hơn một tí nữa thì chúng ta cộng thêm 10 hoặc là 15 20 gì đó. Vừa chỉnh vừa nghe, sao mà chúng ta ưng ý là được. Đó. Echo AB có hai hai cái echo đó. Chỉnh giống nhau, đấy. Phần echo hai cắt thì cứ để mặc định của nhà sản xuất là hay rồi nhá. Echo B nó bản chất là hai cái echo nó tương tự nhau thôi. Đấy. Các bác để 189 cũng được mà để 192 cũng được, tùy. Đấy. Hai cái echo nó bản chất nó cũng nan ná nhau. Đấy, nó chỉ trộn nó với nhau thôi. Đấy. Sau đây em sẽ chuyển sang cái mốt khác là mốt 2. Mốt 2 nó sẽ là thiên về phần divert. Đó. chúng ta nhấn giữ máy dây nó mới ra được. Phần music và và micro nó giống hệt nhá, còn chuyển sang phần chỉnh effect luôn, chỉ chi tiết effect luôn. Đây effect đây. Chúng ta có thể thấy là phần divert nó cho để âm lượng rất là cao, còn echo nó để âm lượng chỉ là 9 thôi. Bởi vì cấu hình này nó sẽ thiên về phần divert thì những ai mà hát tốt thì sẽ thích hát cái, chế độ này hơn vì tiếng rất là bay và sáng đấy các bác muốn tăng thêm thì tí nữa thì các bác có thể để là 68 hoặc là cộng thêm đấy cộng thêm hoặc trừ đi thêm thì để như nhà sản xuất là cũng khá là hay rồi cái tiếng thì nó phụ thuộc vào không gian phòng nhé ví dụ nhà các bác rộng mà độ vang của nó nhiều ấy thì các bác chỉ cần cho một ít thôi đấy để ít thôi còn nhà mình bé mà nó bị tiêu âm nhiều ấy nó không được vang ấy thì các bác phải tăng thì thì lên thì nó mới ảo được còn nhà bé mà tiêu âm tiêu âm tốt mà các bác để ít thì vượt thì nghe nó rất là khô thì vượt nó ngắn hát khá là mệt đấy thì vượt đến đây thì các bác là độ là nó là cái độ trễ của thì vượt có nghĩa là sau bao nhiêu mini giây từ tiếng ano đầu tiên thì mới có mới bắt đầu có đi vượt thì thường thì em sẽ để từ 12 cho đến 15 nhé hoặc để 20 cũng được tùy thôi là thường để 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 15 là ok đấy river time nó cũng tùy thường vào không gian phòng này Ví dụ phòng rộng mà vang nhiều thì chúng ta để cho nó ngắn lại còn uh, ngắn lại là khoảng hai hai rưỡi hoặc là ba nhé còn uh, phòng nhà mình hẹp mà tiêu âm nhiều thì chúng ta để dài lên cho tiếng đi vật nó nhiều hơn và nghe nó bay hơn đi vật hai cát thì cứ để im của nhà sản xuất đó chế độ tiếp theo là chế độ 3 nó tức là chế độ trộn giữa echo và đi vật cái này nhà sản xuất người ta trộn sẵn rồi đây đấy echo là 58 và revert là 68 đấy để như này là hay rồi đấy. các bác muốn uh, phần echo hay là phần revert nó nhỉnh hơn một tí thì các bác chọn là một trong hai và nâng nó lên hoặc giảm nó đi đấy để mặc định như này là hay rồi nhá đấy các bác có thể chỉnh lại một tí về thời gian của revert thành uh, một con số khác cho nó phù hợp với phòng của bác đấy là xong đấy đến với mốt 4 thì nó sẽ là mốt để cho chúng ta tùy chọn đấy mốt nó sẽ là không luôn chúng ta sẽ tự chỉnh khi nào ưng thì chúng ta dừng lại đây cái này chẳng qua này vừa nãy em chỉnh rồi nên là nó nó đã tự có thông số còn nếu mà từ nhà máy bóc hộp ra nhá thì mốt 4 nó sẽ là tất cả sẽ là không hết volume của echo và đi vật đều là không chúng ta sẽ chỉnh từ đầu đấy để chỉnh thì chúng ta cũng đầu tiên là chỉnh đi vào trước hoặc chỉnh echo trước đấy chỉnh từng thông số trước đấy repeat để giống như các mốt trước là 8 hoặc 10 đến đây echo đi đến đây là để 184 hoặc 189. Đấy. Echo và divert thì chúng ta có thể tùy chỉnh chỉnh theo cơ sở của cái Mode 3 ấy. Đấy. Sao cho mà mình vừa chỉnh vừa nghe nghe thấy nó hợp lý là được. Nói chung là cái phần uh, music EQ của music hoặc là EQ của của uh, micro ấy nó sẽ tùy thuộc vào loa nhé Tùy thuộc vào cái loa của bác là kiểu loa nhiều bass hay là loa ít bass Ví dụ em đang dùng cái đôi Paramax này, nó có một đôi bát 30 rất là to nó phần bát khá là nhiều rồi nên là em sẽ hay là giảm giảm bát của loa của phần nhạc đi một tí để cho nó đỡ ù đấy còn ví dụ các bác chơi các dòng loa full ấy cho nó full hoặc là loa nghe nhạc kiểu loa bookshelf như này thì chúng ta có thể là tăng giải bát lên một tí nghe cho nó ấm hơn đấy nhưng dòng loa full thì thường nó sẽ phần bát còn nó, nó sẽ non hơn là những kiểu loa đủ dài như này thì con này nó có cả bát 30 nữa hai chung và một chép đôi này đang có giá có tại bờ audio chỉ khoảng là 14 triệu rưỡi bản luxury nhé rất là hay khi ghép với uh, tông S450 đấy đấy EQ của mic cũng tùy thuộc vào loa và tùy thuộc vào cái giọng hát của các bác đấy con này các bác chỉnh đến đâu nó sẽ tự nêu đấy chúng ta không phải nêu gì cả đấy chỉnh đến đâu nêu đấy đấy thế là đã xong À, vâng, à, bây giờ thì em em có hướng dẫn cho các bác cách căn chỉnh chi tiết cái chiếc Boston S450 thì cũng uh, xin uh, nhầm lẫn một chút là đôi loa Pramac uh, Luxury D88 uh, thì đang có giá là 15 triệu rưỡi các bạn nhé. Bạn đang quan tâm mà muốn tham khảo cái combo này thì cũng có thể tham khảo bên em để có cái sự lựa chọn uh, phù hợp nhất. Uh, ngay bây giờ thì cũng uh, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này và hy vọng rằng cái việc mà làm hướng dẫn cho các bác căn chỉnh cũng sẽ có giúp ích cho các bác trong cái cuộc sống, trong cái nhu cầu nghe nhạc và giải trí cho mình để khai thác cái sản phẩm đang có tại nhà uh, khi mua tại shop nhà em hay mua ở nơi khác một cách hiệu quả nhất, tối ưu nhất và mang lại uh, một cái uh, cái giá trị tốt nhất cho các bác khi mà chúng ta sử dụng các sản phẩm về đồ nghe nhạc karaoke và video của bên em xin phép dừng lại tại đây và hy vọng rằng uh, sẽ gặp lại các bác ở những video tiếp theo để hướng dẫn và có thể uh, cho các bác những trải nghiệm uh, mới về những sản phẩm mới về đồ karaoke hay là đồ nghe nhạc hay là đồ xem phim và